Hi, xin chào các bạn. Mình là Hảo Phạm. Hiện tại mình đang là chủ của một cái doanh nghiệp nhỏ. Gọi là doanh nghiệp thì nó hơi lớn, nhưng mà chủ của một cái kho túi sách, một shop nhỏ túi sách ở Hà Nội. Và mình phân phối túi sách cho mấy hệ thống dropship rất là lớn. Thì trước đây á, mình rất là khó khăn trong cái việc tiêu thụ hàng hóa, và mình không có kiến thức trong việc tiêu thụ hàng hóa ngoài việc là đăng lên fanpage và thuê chạy quảng cáo. Thì đến một thời điểm mà cái thuê chạy quảng cáo ấy nó khá là đắt, mình không lấy lại được cái tiền lời so với cả cái việc chạy quảng cáo. Và đến cái giữa năm vừa rồi thì cái thời điểm Covid nhiều, giữa năm vừa rồi Facebook quét mạnh á, thì lên cam khá là đắt này, rồi lên cam thì bị chết tài khoản này. Từ đó là mình đã tìm đến những cái phương pháp kinh doanh online mới để làm sao mà nó tối ưu hơn, vì trong thời điểm Covid này thì mọi người tỷ lệ mua online khá là cao, mọi người không ra ngoài, mà cái việc doanh số online của mình lại bị giảm. Đó là điều mà mình không chấp nhận được. Và mình khi mà cái việc kinh doanh á, nó đang bế tắc vì bán shop off không được này, rồi kinh doanh chạy ad thì không ăn thua, thì rất may mắn là mình đã biết đến Free Center và được Quyết Đào cho mình cái tư duy về marketing. Tư duy về marketing là không bị phụ thuộc vào một kênh, không nhất định là chạy ad mà là phải là đa kênh. Về content nó không được nhàm chán, hay thì là mình đã học cái công thức thành công của Quyết Đào, và từ khóa công thức thành công đó mình triển khai bán hàng ở rất là nhiều kênh: blog, website, YouTube, rồi TikTok, rồi Shopee, rồi fanpage. Và các kênh đó nó mix với nhau là mình không bị bế tắc về doanh số, không bị bế tắc về cái việc kiến thức của một kênh nữa. Từ đó doanh số của mình cải thiện hơn. Và rất may mắn là sau khi mà mở rộng tư duy làm đa kênh á, doanh số cải thiện hơn, thì mình còn được thêm một cái điều nữa, đó là mình biết đến cái kênh Marketplace của Facebook, là một kênh hoàn toàn mới. Cái hiệu quả của nó ấy, là nó ngang với cả việc mình chạy ad mà nó lại không tốn tiền chạy ad. Và mình thấy nó khá là hay, và khi sau khi đăng tay một thời gian á, thì mình thấy nó hiệu quả. Thì sau đó mình có inbox cho admin của Forex Center và đã được chia sẻ là có cái khóa Marketplace công nghiệp dạy mình làm công nghiệp chứ không phải làm tay. Thay vì mình làm một nick mà hiệu quả, một hai nick mà hiệu quả, và mình cho nhân viên của mình làm nó hiệu quả, thì bây giờ mình sẽ làm công nghiệp, tức là có cái máy nó làm hộ mình, một ngày mình làm cả mấy trăm bài lên. Thì sau khi mà mình thấy cái nội dung nó khá là hay thì mình có học cái khóa Marketplace công nghiệp đó. Và thật sự là sau khi học thì ôi trời, nó hay quá trời luôn á, là mình đã không cần phải làm thủ công nữa, và cái doanh số nó đến ngang với việc mà mình bỏ ra hàng tiền chục triệu, 20 triệu chạy ad một tháng. Cái khóa mà mình đánh giá cao nhất trong Fori á, thì nó có hai khóa là công thức thành công và hệ thống content, và sau đó nữa là cái khóa Marketplace công nghiệp. Nếu bạn có đủ kiến thức của ba cái khóa đó thì đảm bảo bạn sẽ ít nhất bạn có kết quả như mình, còn nếu không thì sẽ hơn mình rất là nhiều, vì mình là một mẹ bỉm sữa, một trước đây là một nhân viên văn phòng và không có nhiều kiến thức về digital hay là về dùng tool hay là về kinh doanh online cả, mà chỉ đơn giản là nhập túi về bán thôi vì mình yêu thích thôi. Nhưng mà sau khi mà mình học với 5 tháng 6 tháng mình thực hành đó, thì cái kết quả của mình á, nó khá là ổn định, doanh số của shop đi khá là ổn định, và phải tuyển thêm nhân viên về để check đơn. Còn cái việc đăng bài hay là làm ở các kênh á, thì các kênh nó đều đi vào hoạt động ổn rồi. Việc đăng bài Marketplace thì có tool, Shopee thì đăng một vài lần là chỉnh shop thôi, thì là nó cũng không có gì nhiều. Thì cái việc mà đăng bài á, cái việc mà nhân công để mà làm ra inbox á, nó được giảm đi rất là nhiều trong cái việc mà mình dùng công nghiệp. Thì trong cái video này mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn đôi chút về bản thân mình, về kinh doanh của mình và về những cái mà mình đã trải qua và có được thôi. Bạn nào mà có hỏi kỹ hơn hay là muốn mình hy vọng các bạn được như mình, và mình cũng nghĩ là các bạn muốn hỏi sâu hơn về những thứ đó, thì mình sẵn sàng chia sẻ thôi, vì không mình cũng không mất gì cả, đúng không? Tất cả kiến thức thì là không phải mình nghĩ ra mà là Fori nghĩ ra, thì dạy mình thì mình có thể chia sẻ với các bạn về cảm nhận hay là về những cái kinh nghiệm mà mình đã học và thực hành như thế nào, thì sau đó các bạn có thể vững chắc trên con đường kinh doanh cùng với Fori Center. Cảm ơn các bạn nhé, xin chào.